Bảo Anh nói gì về tin đồn hẹn hò Bùi Tiến Dũng? Khi Bùi Tiến Dũng vừa từ Jordan bay về Hà Nội, Bảo Anh cũng bất ngờ xuất hiện tại thủ đô. Trả lời báo Dân Việt về thông tin hẹn hò, quản lý của Bảo Anh chỉ trả lời ngắn gọn. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi rộ tin Bảo Anh đang hẹn hò với chàng thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng. Theo một số nguồn tin từ nhân viên trang điểm của Bảo Anh, cặp đôi gặp nhau khi đóng chung quảng cáo và nhanh chóng phát triển mối quan hệ trở thành tình yêu. Khi được hỏi liệu Bùi Tiến Dũng có góp mặt trong MV mới của Bảo Anh hay cả hai sắp kết hợp trong các sản phẩm quảng cáo mới, đại diện của cô lên tiếng phủ nhận, không có chuyện cả hai đóng MV đâu, đây là chuyện riêng của Bảo Anh nên tôi sẽ không trả lời gì cả. Tuy nhiên, thông tin về cặp đôi này vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng đã phát hiện được nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi này đang quen nhau. Cụ thể, khi Bùi Tiến Dũng vừa từ Jordan bay về Hà Nội, Bảo Anh cũng bất ngờ xuất hiện tại thủ đô và đi chơi cùng quản lý của thủ môn này, cũng như các cầu thủ. Có mặt tại buổi hẹn này, còn có cả bạn gái của tiền vệ Quang Hải. Điều này càng khiến nhiều người cho rằng đây là buổi gặp gỡ của hội bạn gái các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhiều khán giả cũng tinh ý phát hiện Instagram của chàng cầu thủ Thanh Hóa cũng chỉ theo dõi một mình Bảo Anh trong số dàn chân dài, người đẹp nổi tiếng của showbiz Việt. Anh chàng còn vào thả tim những bức ảnh mà nữ ca sĩ chia sẻ. Bên cạnh đó, gần đây, giọng ca Sóng Xanh Chẳng Dễ Dàng cũng thường xuyên có những chia sẻ ưng ý về tình yêu trên trang cá nhân. Thủ môn Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, còn Bảo Anh sinh năm 1992. Cô từng có mối quan hệ tình cảm mặn nồng với Hồ Quang Hiếu nhưng đã chia tay cuối năm 2017.